Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Thông tin về hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài tưng bừng đón xuân Ất Mùi 2015. Thi gói bánh chưng truyền thống tại Singapore, sân chơi lành mạnh giúp gắn kết các thành viên trong cộng đồng. Người dân Đắk Sở được mùa Phật thủ với lợi nhuận cao gấp 2 đến 3 lần so với các loại cây ăn quả khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua thì cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, Nhật Bản và tại New Zealand đã tưng bừng tổ chức đón xuân Ất Mùi 2015. Ngày 8 tháng 2, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã tổ chức đón năm mới theo đúng truyền thống và phong tục Việt Nam cho gần 300 đại diện các hội đoàn, tổ chức hữu nghị với Việt Nam cùng cộng đồng người Việt, sinh viên, tu nghiệp sinh tại Kansai, Nhật Bản. Ông Trần Đức Bình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka nhấn mạnh tầm quan trọng và kết quả vượt bậc của mối quan hệ và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong năm 2014. Trong không khí đầm ấm, vui tươi, bạn bè Nhật Bản và quốc tế và bà con cộng đồng người Việt Nam đã cùng thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết cũng như các giai điệu và tiết mục văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc do cộng đồng người Việt tại Kansai và các hội sinh viên Việt Nam tại Osaka, Kobe, Kyoto thể hiện. Cùng ngày, buổi gặp mặt chào mừng Tết cổ truyền của dân tộc nhân dịp xuân Ất Mùi 2015 đã được Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức tại thủ đô Wellington. Khoảng 400 bà con Việt Kiều, nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm ăn, học tập và nghiên cứu tại đây cùng một số bạn bè New Zealand và toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán, các thành viên trong gia đình đã đến dự. Đại sứ Việt Nam tại New Zealand bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand tiếp tục đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc, hướng về quê hương đất nước, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, đồng thời làm cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand. Cũng hòa trong không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc thì vào chiều ngày 8 tháng 2, người Việt Nam tại Malaysia với sự hỗ trợ của Đại sứ quán và Ban liên lạc cộng đồng đã đồng thời tổ chức đón xuân Ất Mùi tại nhiều điểm khác nhau cho bà con. Một không khí lễ hội tràn ngập khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Hàng trăm bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia cùng bạn bè quốc tế đã đổ về Đại sứ quán từ rất sớm để được giao lưu, gặp gỡ, cùng vui đón Tết cổ truyền dân tộc. Với chị Hà Lễ, năm nay là năm thứ 9 chị cùng chồng người Malaysia là anh Sam và các con đến ăn Tết với đại sứ quán. Đây là Tết thì Hà Vi. Năm mới, chúc mừng năm mới, con nói đi, con nói chúc mừng năm mới đi. Chào con bé. Mỗi khi Tết đến thì rất là nhớ Việt Nam, rất là muốn về quê nhưng cũng vì điều kiện công việc rồi thì con cái học hành cho nên cũng không về được. Cho nên khi mà Đại sứ quán tổ chức tại đây thì cũng rất là biết ơn để cho thấy lại được cái cảm giác Tết của Việt Nam mình và nhớ rồi vơi đi nên nỗi nhớ nhà. Khác với mọi năm, Tết cộng đồng năm nay còn có nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường Hồi giáo tại Malaysia tham dự. Mặc dù có ăn Tết ở đại sứ quán nhưng mà dù sao thì cái đây là cũng là cái Tết xa nhà nên cũng thấy là nhớ Việt Nam nhiều. Với đại sứ Phạm Cao Phong, đây là cái Tết đầu tiên trong nhiệm kỳ công tác của ông tại Malaysia. Trong suốt những ngày vừa qua, đại sứ cùng với các cán bộ đại sứ quán đã nỗ lực để tổ chức một cái Tết chu đáo cho bà con. Chúng tôi không chỉ tổ chức tại Kuala Lumpur mà chúng tôi còn phối hợp với lại ban liên lạc cộng đồng tại Johor cùng một lúc, cùng một ngày tổ chức Tết ở hai địa điểm tại Kuala Lumpur và tại Johor để cùng cho tất cả các bà con ở những cái vùng có thể là đến hoặc là đến thủ đô hoặc là đến Johor để vui cùng đón một cái mùa xuân mới, mùa xuân của năm Ất Mùi. Trong không khí vui tươi ấm áp đón xuân Ất Mùi, Đại sứ quán Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc cho công tác cộng đồng năm 2014. Những món ăn cổ truyền dân tộc, những bài hát, điệu múa do chính bà con cộng đồng biểu diễn. Tất cả đã tạo nên không khí giao lưu thân mật, ấm cúng của những người con xa quê tại Malaysia. Chúc mừng năm mới!
Bánh chưng xanh, một biểu tượng thân thuộc và gắn liền với truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp Tết Ất Mùi, thì Đại sứ quán Việt Nam và Ban liên lạc người Việt Nam tại Singapore đã kết hợp tổ chức thi gói bánh chưng trong cộng đồng, nhằm vừa có bánh chưng đón Tết, vừa tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp gắn kết hơn nữa các thành viên trong cộng đồng với nhau. Ghi nhận của các phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Singapore. Xuân Ất Mùi đang đến dần và trong cộng đồng người Việt tại Singapore đang có rất nhiều hoạt động kỷ niệm hướng tới ngày Tết. Một trong hoạt động đó là tổ chức giải thi gói bánh chưng truyền thống giữa các đội với nhau. Xin mời các bạn lắng nghe chia sẻ của một đội vừa tham gia cuộc thi xong ạ. Xin chào bạn. Sao bạn lại tham gia cuộc thi như vậy? Ban liên lạc cộng đồng của đại sứ quán thì đã liên hệ với bọn em ở trường NTU và em thấy cuộc thi này rất là mang đậm ý nghĩa truyền thống của dân tộc nên em tham gia cùng mọi người. Xuân Ất Mùi là lần đầu tiên cộng đồng người Việt tại Singapore tổ chức gói bánh chưng với nguyên liệu làm bánh như gạo, đậu xanh, lá dong đều được chuyển từ Việt Nam qua. Mình nghĩ là một cuộc thi hôm nay là một cuộc thi rất là có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam tại Sing, bởi vì đây là một cái hoạt động mà sẽ đem lại cho tất cả các cái gọi là người Việt Nam sống và làm việc tại Sing và đặc biệt là các em nhỏ có thể gọi là biết những cái truyền thống phong tục tập quán của người Việt Nam nhân dịp Tết về. Cuộc thi này rất là thú vị và rất là vui, mình nghĩ là rất ý nghĩa cho những người Việt Nam sống tại Singapore. Tại vì mình ở bên này gần chục năm rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đại sứ quán kết hợp với cả ban liên lạc của những người Việt Nam tại Singapore tổ chức cái cuộc thi này. Thì mình nghĩ là nó rất là ý nghĩa và nó mang tính chất nhớ về quê hương rất là nhiều. Bánh chưng làm ra sẽ được luộc tại chỗ để dùng trong dịp Tết cộng đồng năm nay, ước tính có khoảng 600 người tham gia. Tết Nguyên đán đang đến gần, hiện nay thì thị trường cây hoa cảnh tại Đắk Lắk đã bắt đầu nhộn nhịp. Tại thành phố Buôn Ma Thuột thì dọc theo tuyến đường Trường Chinh và quảng trường mùng 10 tháng 3, chợ hoa Tết đã bắt đầu sôi động và đây cũng là chợ hoa Tết lớn nhất tại tỉnh Đắk Lắk. Thị trường hoa Tết là thời điểm mà người trồng hoa, cây cảnh trên toàn tỉnh Đắk Lắk chờ đợi nhất trong năm. Năm nay thì mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nhưng mùa hoa Tết hứa hẹn sẽ phong phú và dồi dào không kém các năm khác. Như thường lệ thì những loại hoa mang đặc trưng của vùng và rất hút khách được bày bán ở rất nhiều như là các loại hoa lan, cúc và quất. Bên cạnh các loại hoa được trồng tại địa phương thì năm nào cũng có thêm nhiều loài hoa khác từ các địa phương khác đưa đến như là đào Nhật Tân, mai Bình Định, Phú Yên, cúc Đồng Tháp. Những nhà vườn trồng hoa Tết tại Đắk Lắk cho biết do năm nay nhuận, thời gian kéo dài hơn một tháng nên kỹ thuật chăm sóc để ra hoa và nảy lộc đúng vào dịp Tết khó và tốn kém công sức. Chính vì vậy mà giá cả năm nay nhiều khả năng sẽ cao hơn so với mọi năm từ 15 đến 20%. Liên quan đến Tết thì một trong những loại hoa quả được người Việt ưa thích bày trong mâm ngũ quả chính là quả Phật thủ. Cánh đồng Phật thủ ở xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đang vào thời điểm chính vụ thu hoạch cho Tết Ất Mùi. Vụ Phật thủ năm nay thì được đánh giá là được mùa, được giá, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân gấp 2 đến 3 lần so với các loại cây ăn quả khác. Quả Phật thủ này có giá 4 triệu đồng và hơn 100 quả có giá từ 1 tới 4 triệu đồng. Tất cả đều đã được khách hàng đặt tiền mua từ một tháng trước. Bỏ ra 500 triệu đồng đầu tư cho hai mẫu Phật thủ, chỉ 2 năm sau vụ thu hoạch, ông Tuất đã thu hồi được vốn. Bước vào vụ Tết năm nay, mỗi ngày lượng bán ra gần 1.000 quả. Gần một nửa sản lượng đã bán hết, ước tính lãi đến hơn 100 triệu đồng. Từ khi mà gia đình mà làm cái Phật thủ này thì gia đình, kinh tế gia đình và mọi thứ sinh hoạt nó đã cao hơn rất nhiều so với cái làm màu. Đấy là một cái thực tế. Vì cái thu nhập trước chỉ có 4 triệu, bây giờ thu đến 450 triệu một năm thì chắc chắn rồi đến 400-500 triệu thì chắc chắn phải là khá hơn nhiều rồi. Cảnh tấp nập mua bán sẽ kéo dài tới cận Tết. Nhiều khách hàng từ miền Trung, Tây Nguyên cũng ra tận nơi để đặt hàng. Như chị Thủy đã bỏ ra hơn 50 triệu đồng mua Phật thủ mang về Quảng Trị. Ước tính lợi nhuận mang lại sẽ gấp đôi vì nhu cầu rất lớn. Sáng nay tôi ra vườn mua, đặt nhà vườn là số lượng 500 quả, nhưng mà người ta đã đặt tôi số lượng là 100 đến 200 quả ở nhà rồi. Khái niệm của chúng tôi là Phật thủ là một cái lộc mà cho trời Phật ban cho với con người. Khi nó được biểu tượng cụ thể là chính là cái quả mà nó nhiều tay, mà lại tay phải xòe ra, thể hiện sự cởi mở hơn. Nhu
cầu lớn nên vùng trồng Phật thủ đang được mở rộng. Như với gia đình anh Nguyện, diện tích năm nay tăng gấp 5 lần so với năm ngoái. Lợi ích kinh tế của cây Phật thủ mang lại mỗi một năm từ 150 triệu đến 200 triệu. Sau khi đã trừ chi phí mà gia đình tôi cũng có cái dự định mở rộng diện tích canh tác của gia đình trong năm tới. 80% số hộ dân ở Đắc Sở trồng cây Phật thủ, diện tích khoảng gần 100 hectare. Không chỉ riêng gia đình ông Nguyện mà nhiều hộ gia đình khác cũng đã đi thuê ruộng ở các nơi để tiếp tục trồng Phật thủ. Diện tích trong năm nay có thể sẽ tăng thêm hàng trăm hectare. Ngày 6 tháng 2, thì Hội Phụ huynh Học sinh Việt Nam cùng với Ban giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học Thực nghiệm Radnoti Milos ở Budapest đã tổ chức thành công Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ 2 tại khuôn viên của nhà trường. Phát biểu chào mừng sự kiện này, thì Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hungary, ông Nguyễn Thanh Tuấn đã nhấn mạnh, đánh giá rất cao nỗ lực đưa những giá trị văn hóa quê hương đến với các bạn Hungary và coi đó là một đóng góp tích cực trong mối quan hệ hữu nghị và ngoại giao giữa hai nước. Đây cũng là sinh hoạt mở đầu cho chuỗi những hoạt động kỷ niệm trọng thể 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đến với Ngày Văn hóa Việt Nam thì du khách đã có dịp thưởng thức các chương trình ca, múa nhạc mang đậm tính dân tộc và nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam. Bên cạnh đó là các thước phim ngắn giới thiệu về nền văn hóa và cảnh sắc các vùng miền của Việt Nam, cũng như là làm quen với điệu múa sạp. Thông tin vừa rồi thì đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương hôm nay. Quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube để xem lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.